quý vị thân mến, và tiếp theo trong cái chuyên mục của Tử Vi ngày hôm nay thì chúng tôi tiếp tục chia sẻ với quý anh chị và các bạn là tử vi tuổi Ngọ trong cái năm Canh Tý 2020 này. Thì theo dõi cái tổng quan tử vi của tuổi Ngọ năm nay thì năm Canh Tý lại xung thái tuế nên con giáp này khó bề xuân sẻ thuận lợi, tình duyên kém sắc mà công danh cũng ám đạm, mong chờ tài lộc thì tài lộc mãi chẳng tới nơi. Và đầu tiên xin mời quý anh chị chúng ta cùng tìm hiểu tổng quan tử vi của tuổi Ngọ trong cái năm 2020 này. Để tử vi 2020 cho thấy thì trong cái năm tuổi Ngọ xung thái tuế, hiểm họa trùng trùng, Tý Ngọ tương xung, lại thêm thất sát hung tinh khắc chế nên là hung nhiều hơn sát. Sự nghiệp khó bề được như ý, dễ bị chèn ép bởi quyền lực lớn hơn. Trở ngại quá lớn nên làm gì cũng vấp phải đá tảng. Hết lần này tới lần khác không xong việc. Trong năm không nên để xảy ra xung đột với các cơ quan hành pháp, chấp pháp, nếu không muốn tự giết họa vào thân. Có thể sẽ có vài cái sự chuyển dịch về chỗ ở hay chỗ làm, bản mệnh cần phải chuẩn bị tinh thần ứng phó với mọi chuyện có thể xảy ra, đề phòng thiên tai, bệnh tật hay những cái chuyện tà bí. Ngoài ra, hàng loạt hung tinh như tuế phá và tai sát còn đại diện cho những chuyện nguy hiểm có thể xảy ra với con giáp này. Thất sát thì tượng trưng cho sự tà ác, những tổn thương nặng hay những sự công kích nghiêm trọng. Tuy tuế can canh kim lộ xuất chính tài, nhưng chính tài lại bị thái tuế thất sát kìm kẹp. Vì thế mà trong năm bán mệnh không nên tham gia đầu tư mạo hiểm, đừng để lòng tham của mình đẩy chính bản thân vào cái hố sâu, dễ bị kẻ khác lừa đảo, mất mát hao của. Tài vận của tuổi Ngọ trong năm 2020 không được vượng cho lắm, tiền bạc kiếm được đều phải làm lụng cực khổ, không có chuyện tài lộc từ trên trời rơi xuống, nên tập trung vào công việc chính, không nên tìm cách kiếm tiền bằng nghề tay trái hay chơi cờ bạc đỏ đen. Năm nay bản mệnh dễ vướng vào vòng lao lý, càng tránh xa những việc bất hợp pháp bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu, đừng tùy tiện làm những cái việc mà trái với quy định, trái với pháp luật vì hám lợi nhất thời, chẳng những hao tốn tiền của mà còn có thể vướng vào vòng lao lý nữa. Về mặt sức khỏe, con giáp này cần phải đề phòng bệnh tình biến chứng theo chiều hướng xấu hơn, có thể sẽ xuất hiện u nhọt. Không nên uống nhiều bia rượu, không dùng các chất kích thích, nên kiềm chế tốt cảm xúc của mình, nếu không sẽ tự khiến cho bản thân buồn bực khó chịu dần dà, để lại bệnh tật trong người. Ngoài ra thái tuế Tý Thủy là âm thủy, vì thế mà trong năm thủy hỏa xung khắc, mệnh chủ nên lưu ý không nên đến những cái nơi có nhiều nước như là ao hồ, sông suối, biển cả, cẩn thận kéo gặp họa hạn nước. Nếu có thể thì đừng tới những cái nơi âm u ẩm ướt, nơi có nhiều tà khí, nếu không sẽ khiến cho bệnh tật quấn thân hay bệnh tình trở nặng. Hàng ngày nên đề phòng trộm cắp, trước khi ra khỏi nhà phải đóng cửa, khóa cửa cẩn thận, hạn chế để nhiều đồ giá trị trong nhà cũng như là mang theo bên người. Thứ hai là xin mời quý anh chị chúng ta cùng đến với tử vi sự nghiệp của người tuổi Ngọ trong năm 2020 này. Và theo dõi cái vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Ngọ trong năm này thì con giáp này gặp thái tuế Tý Thủy khắc chế với Ngọ Hỏa. Đối với bản mệnh thì điều này đồng nghĩa với việc áp lực trong công việc sẽ tăng lên gấp bội. Tuổi Ngọ có thể bị cấp trên chèn ép, bị những người có quyền lực gây ấm ức, chịu sự quản thúc nghiêm ngặt. Khối lượng công việc lớn, cường độ làm việc không ngừng tăng cao, làm việc mệt mỏi căng thẳng nhưng không được khen thưởng đãi ngộ đúng mức, khiến cho tâm tình buồn bực, áp lực cũng ngày càng lớn, có thể thúc đẩy con giáp này vượt khỏi nội quy mà chịu trừng phạt. Ngoài ra, thái tuế hung tinh còn đại diện cho cơ quan chấp pháp, đừng để mình mắc sai lầm hay để lộ điểm yếu gì với họ, nếu không đó sẽ là trở thành mối nguy hại cực kỳ lớn đối với công việc của tuổi Ngọ, khiến bạn lâm vào cảnh khốn cùng. Xét về phương diện sự nghiệp thì con giáp này trong năm nên cân nhắc trước quyết định theo đuổi ngành tài chính hay kim loại, thủy lợi, ăn uống và nuôi trồng thủy sản. Đừng thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào, cuộc sống đâu có dễ dàng đến vậy. Chẳng những sự nghiệp khó phát triển mà còn mang tới nhiều khó khăn rắc rối cho chính bản thân của tuổi Ngọ. Trong năm xung thái tuế, tử vi sự nghiệp tuổi Ngọ năm 2020 khó bề khởi sắc. Con giáp này sẽ phải đối mặt với nhiều biến động,
cũng bị tiểu nhân gây khó dễ. Và vấn đề thứ ba là chúng ta cùng tìm hiểu, đấy là tử vi về tài lộc của người tuổi ngọ trong năm 2020 này. Người tuổi ngọ trong năm Canh Tý 2020 tài vận không được lý tưởng cho lắm, chính tài khởi sắc chút đỉnh, có nguồn thu nhập hợp pháp nhưng không quá dư dôi. Thêm nữa còn phải đề phòng thường trộm cắp lừa đảo gây phá tài. Ngoài ra thì trong năm Thái Tuế là thất sát hung tinh đối xung với thứ tài, nên bản mệnh không nên tham gia các hoạt động đầu tư mạo hiểm. Các hình thức đầu cơ sinh lời đều mang tới cái nguy cơ mất tiền, hao của hoặc lừa gạt hoặc bị nắng tay trên. Những chú ngựa cũng cần phải thận trọng trong khi làm trong ngành tài chính, cổ phiếu hay các cái dự án thủy lợi, thường mất nhiều hơn được. Và trong thời gian này, đừng vì bốc đồng, kích động hay bất cứ lý do nào mà khiêu chiến với người có quyền có thế, gây sự ở cơ quan hành pháp, cũng đừng vi phạm quy định pháp luật, nếu không hậu quả tổn thất nặng nề, chẳng thể kêu ai. Xem tử vi tài lộc tuổi ngọ năm 2020 thì đây là một năm với những chú ngựa, nguy cơ hao tiền tốn của là rất lớn, dễ mất tiền oan. Và vấn đề thứ tư đấy là tình cảm của người tuổi ngọ trong cái năm này. Trong năm 2020 tuổi ngọ không có nhiều đào hoa. Thái tuế thiên quan tinh là sao khác giới của nữ mệnh. Song về cơ bản thì tí ngọ tạo ra cục diện tương xung nên cũng không xoay chuyển được vận trình tình cảm. Vận trình tình duyên ám đạm. Quan giáp này dù là nam hay nữ thì đều có được cái cơ hội thu hút sự chú ý của người khác phái. Nên duyên hay không là chuyện khó nói trước. Tình cảm đôi bên cũng không được ổn định như những người khác. Nam mệnh chịu nhiều áp lực về kinh tế, lại hay ghen tuông gây ra những tổn thương cả về thể chất và tinh thần với đối phương. Cũng có những lúc quan giáp này vì tình mà đau khổ, bị dối lừa vì quá si mê. Nữ mệnh tuổi ngọ có nhân duyên vượng hơn so với nam mệnh, song nhìn tổng thể vận trình cũng không sáng hơn là mấy. Bạn phải chịu áp lực khá lớn về chuyện tình cảm, dễ trải qua những sóng gió bất trắc, thất bại hết lần này tới lần khác. Con giáp nữ này khao khát có được tình yêu chung thủy, gia đình hạnh phúc bền lâu nhưng không dễ để đạt được ước mơ. Có nhiều nguyên nhân, nhưng nếu ai đó thiếu chung thủy, chớ đổ thừa là do nguyên nhân vợ chồng. Người đã kết hôn cần đặc biệt lưu ý, đừng tạo cơ hội cho người khác nảy sinh tình cảm với mình, nếu không bạn sẽ tự mình gây tổn thương cho bản thân, cũng tự tay phá vỡ hạnh phúc hôn nhân mình đang có. Thái tuế ngăn trở, tử vi tình duyên tuổi ngọ năm 2020 là chuỗi ngày ám đạm, khi mà đào hoa kém sắc, nhân duyên chẳng có nhiều, phải chủ động tìm kiếm mới mong. Và cái vấn đề thứ năm đấy là tử vi về sức khỏe của người tuổi ngọ trong năm 2020. Xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi. Đường sức khỏe của người tuổi ngọ trong cái năm Canh Tý không được tốt cho lắm. Con giáp này trong năm hạn xung thái tuế lại vướng ngũ hành thủy hỏa xung khắc, bị bạch hổ sát và tai sát hung tinh không ngừng đeo bám. Vận trình sức khỏe của con giáp này trong năm 2020 không mấy lý tưởng. Bản mệnh phải chịu nhiều áp lực trong cuộc sống, bệnh tật tiềm tàng, dễ vì bốc đồng mà bị thương. Thời gian này dễ mắc bệnh về tim mạch, phong hàn, cảm cúm, có lúc bị tà khí xâm nhập khiến người héo mòn, khó bề chữa trị. Thủy khí vượng là lời cảnh báo con giáp này không nên đến những nơi ẩm ướt, tối tăm hay có tà khí, có thể sẽ vướng họa vào thân hoặc tổn thương đến cơ thể. Tuổi ngọ cũng cần phải kiểm tra sức khỏe định kỳ, năng luyện tập thể dục thể thao, ngày nghỉ dành thời gian bên bố mẹ cùng gia đình, đi dã ngoại đến những cái nơi nhiều cây xanh và không khí trong lành. Đừng tự nhốt mình giữa bốn bức tường và áp lực tình tiền dễ khiến cho tâm lý bất ổn. Và bây giờ xin mời quý anh chị chúng ta cùng đến với tử vi tuổi ngọ trong năm 2020 theo từng cái tuổi chi tiết, gồm có các tuổi là Nhâm Ngọ 1942, Giáp Ngọ 1954, Bính Ngọ 1966, Mậu Ngọ 1978, Canh Ngọ 1990, Nhâm Ngọ 2002. Trước hết chúng ta cùng đến với tử vi của tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002, mệnh Dương Liễu Mộc. Các bạn tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002, nếu còn ngồi trên ghế nhà trường thì vận trình năm 2020 không tồi, học hành càng ngày càng tấn tới, song bản mệnh cần lưu ý đừng vì thế mà kiêu ngạo tự mãn. Trong giờ học phải nghiêm túc nghe giảng, cố gắng bồi dưỡng kiến thức, dùng năng lực học tập vượt trội của mình để nâng cao thành tích. Ngoài giờ cần phải tìm hiểu, khám phá thêm các kiến thức khác, phát huy tiềm năng,
còn chưa khai phá. Song con giáp này cần phải chú ý sắp xếp thời gian biểu cho hợp lý. Học phải đi đôi với hành, ngoài việc học kiến thức thì còn phải tập luyện thể dục thể thao, tiếp xúc nhiều hơn với xã hội. Thời điểm này, bản mệnh có những cái thay đổi về tâm lý, dễ xuất hiện trạng thái bất mãn, phản nghịch. Cha mẹ nên dành thời gian lưu tâm tới những cái thay đổi về tâm sinh lý của con để kịp thời hướng dẫn con về đường chính đạo. Không nên yêu đương quá sớm, cũng chớ dành quá nhiều thời gian cho các cái thiết bị điện tử thức khuya, thậm chí thức thâu đêm sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe về sau. Nên giữ chế độ sinh hoạt lành mạnh, điều độ để tinh thần, sức lực lúc nào cũng sung mãn. Và tiếp theo chúng ta cùng đến với tử vi 2020 của tuổi Canh Ngọ, sinh năm 1990, mệnh lộ bằng thổ. Để bước sang cái năm 2020, người tuổi Canh Ngọ vận trình khá tốt, bản mệnh có nhiều quý nhân đưa tay giúp đỡ, sự nghiệp có khả quan thăng tiến, cần dốc hết sức mình để làm việc, có thế mới đạt được thành tích cao, nhận được sự công nhận và tán thưởng từ phía cấp trên. Có điều nên biết lựa sức mình, đừng leo quá cao mà ngã đau. Trong mối quan hệ với đồng nghiệp nên giữ thái độ vui vẻ, hòa nhã, đừng vì công việc mà phát sinh tranh cãi, càng không nên để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc. Vạn sự dĩ hòa vi quý, hãy học cách đứng ở vị trí của đối phương để suy nghĩ, thấu hiểu và thông cảm, đừng gây thù chuốc oán. Về phương diện tình cảm, người tuổi này nếu còn độc thân thì tình thương vẫn như là một tờ giấy trắng, mãi chẳng tìm được đối tượng ưng ý, dù có gặp được thì cũng hoa rơi hữu ý mà nước chảy vô tình, đừng cố chấp miễn cưỡng bản thân. Các cặp đôi ít nhiều nảy sinh mâu thuẫn, có vết rạn nứt, tuy nhiên vẫn có thể hóa giải bằng cách xử lý khéo léo và tinh tế, đừng làm đối phương chịu tổn thương, cũng đừng gây hiểu lầm, hôn nhân cần sự cảm thông và bao dung. Và tiếp theo xin mời quý anh chị chúng ta cùng đến với tử vi 2020 của tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, mệnh Thiên Thượng Hỏa. Trong nửa đầu năm Canh Tý 2020 thì người tuổi Mậu Ngọ vận trình thăng trầm bất động, dễ vướng phải những trở ngại khó khăn, phải đối mặt với nhiều lựa chọn như thay đổi công việc, đầu tư tài chính, tiến tới hôn nhân. Xét về vận trình cung danh sự nghiệp, con giáp này khó bề ổn định như mong muốn, tính biến động trong công việc khá lớn, có lúc có thu nhập ngoài dự kiến, tiền bạc dồi dào, nhưng cũng có lúc nguồn thu thắt chặt. Muốn đứng vững ở vị trí này, bản mệnh phải tính toán từng bước, từng chi tiết, bốc đồng sốc nổi sẽ chỉ dẫn tới sai lầm, gây ra những cái thất bại nặng nề. Về phương diện tài chính, con giáp này chưa biết kiểm soát thói quen mua sắm chi tiêu của mình. Khi tiêu tiền, hiếm khi xem xét về nhu cầu sử dụng, mua rồi mới tiếc, mới hối hận vì tiền tiêu không đúng chỗ. Riêng về đường tình duyên, hôn nhân của tuổi này có thể nảy sinh những cái biến cố bất ngờ, dễ rạn nứt tình cảm dẫn đến chia tay. Cần dành thêm thời gian ở bên người ấy, đừng để những cái chuyện vụn vặt làm ảnh hưởng đến tình yêu. Và bây giờ chúng ta cùng đến với tử vi của người tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, mệnh Thiên Hà Thủy. Vận trình năm 2020 của Bính Ngọ không có gì nổi bật, sự nghiệp khó bề cất cánh do tiểu nhân ngáng đường, không phát huy được hết cái năng lực của mình, thành tích làm việc giảm sút rõ rệt, bản mệnh dễ nảy sinh bất đồng với cấp trên. Thu nhập ít ỏi mà các việc phải chi tiêu lại nhiều, tài chính chịu tổn thất nghiêm trọng. Người làm kinh doanh năm Canh Tý này không nên mở rộng đầu tư kinh doanh sang các cái lĩnh vực mới, nên lợi dụng các cái mối quan hệ xã hội để kết giao với quý nhân. Thời gian rảnh nên tìm đọc hoặc đăng ký học thêm các cái lớp bồi dưỡng kiến thức liên quan, nâng cao khả năng chuyên môn cho mình. Hãy giữ thái độ khiêm tốn cầu thị, lắng nghe ý kiến của người khác, đừng tự vỗ ngực cho mình là giỏi. Về cuối năm thì vận trình có phần khởi sắc hơn, sự nghiệp cũng thuận buồm xuôi gió, song cần chú ý đừng vì bận rộn công việc mà quên chăm sóc sức khỏe, cần giữ chế độ sinh hoạt lành mạnh, hạn chế hút thuốc, uống rượu bia. Và tiếp theo xin mời quý vị chúng ta cùng đến với tuổi Giáp Ngọ, sinh năm 54, Sa Trung Kim. Tiến sang cái năm 2020 thì người tuổi Giáp Ngọ vận trình khá tệ, sát khí vây hãm, sức khỏe phát sinh nhiều vấn đề, dễ bệnh tật, thậm chí có thể phải ra vào viện, nằm liệt giường. Bản mệnh năm nay tâm tính thay đổi, sống hướng nội, không thích chuyện trò với mọi người, có nhiều tâm sự trong lòng, tình cảm, gia đình, xa cách, không mấy gần gũi với người thân. Nên học cách giải tỏa áp lực với cuộc sống, dành thời gian gặp gỡ bạn bè, tri kỷ, đừng tự nhốt mình cô đơn, có tâm sự hay chuyện buồn, hãy thoải mái, giải bày,
Chỉ cần giải tỏa được nút thắt trong lòng thì sức khỏe tức khắc ổn định trở lại. Về mặt tài chính, không nên lo chuyện bao đồng, cũng đừng đầu tư kinh doanh cổ phiếu, cẩn thận bị lừa gạt tiền bạc. Đừng nhẹ dạ cả tin mua những loại thực phẩm chức năng vô thưởng vô phạt. Người nhà nên chú ý đến thay đổi tâm lý của mệnh chủ. Và tiếp theo chúng ta cùng đến với tuổi Nhâm Ngọ, sinh năm 1942, mệnh Dương Liễu Mộc. Xem tử vi năm 2020 của người tuổi Nhâm Ngọ, những người sinh năm 1942 trong cái khoảng thời gian này tinh thần rất kém, thường hay cảm thấy lực bất tòng tâm, trí nhớ suy giảm nghiêm trọng, tính tình khi vui khi buồn, bán mệnh hay cố chấp, thích can thiệp vào cái chuyện riêng của con cháu, thường xảy ra tranh chấp bất đồng với người nhà, có thể bị bệnh tật dày vò. Tuổi tác tăng lên thì khả năng vận động cũng giảm đi, các chức năng gan thận cũng bị suy yếu, dễ ốm đau. Người nhà cần lưu ý cái chế độ ăn uống đảm bảo cân bằng dinh dưỡng, ít dùng muối, dầu ăn, nên vận động nhẹ nhàng, ra ngoài hít thở không khí trong lành. Có thể tham gia các hoạt động đoàn hội của người cao tuổi để tinh thần thoải mái. Người nhà không nên để mệnh chủ ra ngoài một mình, cẩn thận kéo gặp chuyện bất trắc. Và tiếp theo xin mời quý anh chị chúng ta cùng đến với cái tổng quan tử vi hàng tháng của người tuổi Ngọ trong năm 2020 này. Trước hết là chúng ta cùng tìm hiểu về tử vi của tuổi Ngọ trong cái tháng 1 âm lịch này. Thì trong cái tháng đầu tiên của năm 2020, người tuổi Ngọ có thể sẽ không gặp được khởi đầu tốt, chịu sự ảnh hưởng của thái tuế, nên cả vận trình công việc, tiền bạc, tình cảm và sức khỏe đều giảm sút nghiêm trọng. Trong công việc, con giáp này có thể sẽ bị cấp trên khiển trách, đồng nghiệp thì buông lời xúc xiếm, khinh thường, khiến bản mệnh cảm thấy tổn thương, mất tự tin. Về phương diện tài lộc, tháng 1 âm lịch, tuổi Ngọ dễ gặp họa hao tài, mất tiền, rơi điện thoại, đủ chuyện xui xẻo xảy ra. Đầu tư tiền bạc thì hay gặp chuyện không may, lãi không có mà còn phải bù lỗ. Ngoài ra, bản mệnh còn gặp họa đào hoa xấu, dù là người đang yêu hay kết hôn thì đều phải đối mặt với nguy cơ rạn nứt tình cảm cực lớn. Và bước sang tháng 2 âm lịch là cái thời điểm đánh dấu những chuyển biến tích cực về sự nghiệp của người tuổi Ngọ. Tuy nhiên thì vận trình sức khỏe thì vẫn không được lý tưởng cho lắm. Trong công việc, bản mệnh đã dần thấy dễ thở hơn. Tuy vẫn bị cấp trên hay tiểu nhân gây khó dễ, nhưng mức độ đã giảm bớt, áp lực cũng giảm dần. Bạn không còn bị căng thẳng về cái việc mà hoàn thành nhiệm vụ nữa. Có điều xét về phương diện sức khỏe, tháng này tuổi Ngọ dễ bị cảm cúm, ốm sốt, ho khan, khả năng miễn dịch sụt giảm mạnh, thường xuyên mộng mị, mất ngủ, đau đầu chóng mặt, miệng nôn trôn tháo. Nên giữ cái chế độ ăn uống lành mạnh, tăng cường tập luyện thể dục thể thao để nâng cao thể chất. Và bước sang tháng 3 âm lịch, người tuổi Ngọ bắt đầu đón cơ may, tài lộc tới, nhất là nửa cuối tháng, vận trình tài lộc tăng tiến rõ rệt, đặc biệt là thứ tài cực vượng. Với những bạn ham mê đầu tư kinh doanh thì có thể kiếm được không ít cái lợi nhuận từ các cái dự án, cổ phiếu. Những ai có thói quen mua xổ số thì may mắn trong tháng này cũng nhiều hơn, càng về cuối tháng may mắn càng lớn. Đường tình duyên vẫn bất ổn như trước, quan giáp này dễ nảy sinh nhiều hiểu lầm, mâu thuẫn với nửa kia, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng lớn. Nếu không nhanh chóng giải quyết ổn thỏa thì có thể dẫn tới kết cục tan vỡ. Vợ chồng muốn hạnh phúc trọn vẹn bên nhau thì phải tu khẩu. Sang tháng 4 âm lịch, những chú ngựa phải đối mặt với cái sự sụt giảm nghiêm trọng trong cái vận trình công danh sự nghiệp. Trong khi đó thì đường tình duyên vẫn một màu ám đạm, không biết khi nào khởi sắc. Về công việc, những chú ngựa thường xuyên đắc tội với không ít người. Vì cái tội nhanh mồm nhanh miệng nhưng lại thẳng tính, chẳng biết nói cho vừa lòng mọi người. Từ đồng nghiệp cho tới cấp trên đều ấn tượng xấu về con giáp này. Ảnh hưởng nặng nề nhất có lẽ là các bạn làm nghề bán hàng, marketing. Tháng này mất không ít khách hàng vì cái miệng thị phi. Hãy cố gắng kiểm soát cảm xúc và lời nói, việc làm của mình. Về phương diện tình cảm, tuổi Ngọ cần dành thêm thời gian cho mình, quan tâm chăm sóc bạn đời cùng con cái, công việc quan trọng nhưng không thể là cả sinh mạng của bạn. Chuyển sang tháng 5 âm lịch, sự nghiệp của tuổi Ngọ vẫn chưa khởi sắc hơn so với tháng trước, đường tài lộc cũng hiu hắt. Bản mệnh gặp phải khá nhiều khó khăn, thách thức trong công việc, cần phải cẩn trọng xử lý những cái việc trong phận sự của mình, đồng thời dành thời gian thiết lập các cái mối quan hệ xã giao. Bạn nên tìm cách để nói chuyện, làm thân với đồng nghiệp, nên giữ thái độ khiêm tốn cầu thị, có thế mới thúc đẩy được công việc tiến lên.
Về phương diện tài lộc, tháng này họa phá tài, lộ tài không ngớt, không chỉ xui xẻo gặp chuyện mất tiền, bị trộm cắp, mà còn hay bị phạt tiền, vay tiền, rồi bệnh tật cũng hao tốn không ít tài lộc. Chuyển sang tháng 6 âm lịch, tuổi Ngọ vận trình sức khỏe khá ổn định, đường tình duyên có những cái dấu hiệu khởi sắc bất ngờ, càng về cuối tháng thì tình duyên càng thêm vượng. Trong chuyện tình cảm, con giáp này đều còn độc thân thì sẽ thể hiện được hết sức thu hút của mình, hấp dẫn không ít ánh nhìn của người khác phái. Bạn sẽ có nhiều người theo đuổi và nhận được những cái lời tỏ tình lãng mạn trong tháng này. Tuổi Ngọ cần phải tỉnh táo để phân biệt đâu là tình cảm chân thành, đâu chỉ là sự rung động nhất thời. Bạn cũng đừng nhầm lẫn giữa người yêu thương mình thật lòng với người chỉ chăm chăm lợi dụng mình. Cẩn thận kéo vừa tổn thương tình cảm vừa mất tiền bạc của cái. Về mặt sức khỏe, con giáp này nên lưu ý để tránh nắng nóng mùa hè, dù nóng nực nhưng cũng không nên tắm nước lạnh thường xuyên, chọn nước ấm vừa phải là tốt nhất. Ăn uống cũng không thể qua loa, tránh ăn đồ lạnh, uống nước lạnh quá nhiều. Sang tháng 7 âm lịch cô hồn, tháng này không khiến cho đường công danh sự nghiệp của con giáp này chịu ảnh hưởng quá nhiều, thậm chí công việc còn khá thuận lợi và suôn sẻ. Song đường tình duyên thì không được may mắn như vậy, càng về nửa cuối tháng thì vận trình càng xuống dốc nghiêm trọng. Trong công việc, tuổi Ngọ không gặp được nhiều khó khăn phiền phức, bản mệnh đủ năng lực để một mình đảm nhận công việc, hơn nữa nhờ được quý nhân phò trợ nên bước đường phía trước hanh thông bất ngờ, cơ hội để tăng lương thăng chức cũng nhiều gấp bội. Xét về mặt tình cảm, người có đôi dễ nảy sinh cái mâu thuẫn bất đồng vì những cái chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, thậm chí có thể dẫn tới chiến tranh lạnh. Mối quan hệ bị đông cứng, bản mệnh nên thử thay đổi góc nhìn của mình, suy nghĩ nhiều hơn cho đối phương. Ngoài tình yêu còn cần cả lòng bao dung và sự cảm thông nữa. Bước sang tháng 8 âm lịch thì đường tài lộc của tuổi Ngọ trong tháng 8 này cực kỳ hưng vượng. Chuyện tình cảm cũng có những cái bước chuyển biến tích cực hơn so với các cái tháng trước. Con giáp này nếu theo nghiệp kinh doanh thì tháng này nên đẩy mạnh quảng cáo, tiêu thụ các cái mặt hàng mới, có nhiều cơ hội thu hút khách hàng, thậm chí là có được đơn hàng lớn bất ngờ, tài lộc ùn ùn đổ về nhà. Thực ra bản mệnh cũng phải đối mặt với không ít đối thủ cạnh tranh, song những chú ngựa chẳng vì thế mà lo lắng. Con giáp này tự tin vào cái năng lực của mình, cũng tự tin vào cái chất lượng sản phẩm của mình đưa ra, chẳng những đánh bại được đối thủ mà còn chiếm thêm được cái thị phần mới. Xét về đường tình duyên, những cái mâu thuẫn trước đó giữa hai người dần được hóa giải, hiểu lầm tan biến, tình cảm được hâm nóng trở lại. Song bản mệnh cần nhớ rằng tình yêu cũng cần được che chở và bao bọc, nếu không có thể lụi tàn bất cứ khi nào. Bước sang tháng 9 âm lịch, tuổi Ngọ sẽ nhận được những cái tin vui về công việc. Trong khi đó, sức khỏe vẫn đang tiếp tục trên đà đi xuống. Về công việc, con giáp này bị tiểu nhân ngáng trở, không ngừng tạo ra những cái âm mưu hãm hại. Nhiệm vụ được giao không thể hoàn thành đúng như cái dự kiến, bị cấp trên khiển trách, thậm chí có thể cắt lương cắt thưởng. Cần phải rèn cho mình thói quen tỉ mỉ, cẩn thận trước khi bàn giao công việc, phải kiểm tra lại để tránh sai sót. Xét sang sức khỏe, tuổi Ngọ dễ bị ảnh hưởng bởi các cái yếu tố thời tiết, có thể bị viêm mũi, ho khan. Nếu bệnh kéo dài, người mệt mỏi thì cần nhanh chóng thăm khám chữa trị kịp thời. Hàng ngày nên tăng cường tập luyện thể dục thể thao để tăng sức đề kháng. Khi bước sang tháng 10 thì sự nghiệp của tuổi Ngọ vẫn chưa được ổn định, vận trình chưa có gì là khởi sắc so với cái tháng trước, đường tình duyên đang sa sút. Tuy không phải là với cái tốc độ chóng mặt nhưng con giáp này cũng cần phải đề phòng. Xét về phương diện sự nghiệp, bản mệnh tháng này phải cạnh tranh kịch liệt với những cái đối thủ khác. So với đồng nghiệp của mình thì bản mệnh không có được cái năng lực xuất chúng, cũng không có đủ cái tự tin nên càng không thể phát huy được cái năng lực của bản thân. Con giáp này cần phải thả lỏng tinh thần, thoải mái bắt tay vào việc thì mới có thể đạt được hiệu suất cao. Căng thẳng, áp lực suốt một thời gian dài sẽ chỉ khiến cho tâm trạng trở nên tiêu cực, cũng không còn tâm trạng làm việc nữa. Trong chuyện tình cảm, những chú ngựa vốn sống phóng khoáng cũng nên suy nghĩ hơn cho người ấy. Ai cũng cần có cái khoảng trời riêng, đừng kìm kẹp, kiểm soát nhau quá nhiều. Nếu không lại thành phản ứng ngược, tình không bền chặt, đã vội nhạt phai. Và bước sang tháng 11 âm, thì trong cái tháng 11 âm lịch này, tuổi Ngọ cả tiền bạc và sức khỏe đều không được như ý. Đặc biệt sức khỏe thời điểm này khá tệ, cần phải lưu tâm. Bản mệnh tinh thần xuống dốc, dù làm gì cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, trắc trở. Người làm đầu tư cổ phiếu, kinh doanh, nhà đất đều phải kịp thời thu lại vốn, nếu không có nguy cơ mất trắng cả vốn lẫn lời.
Về sức khỏe, tuổi Ngọ thường cảm thấy đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, ngủ không ngon giấc, nên nhanh chóng đi đến cơ sở y tế gần nhất để thăm khám, kiểm tra sức khỏe, tránh những hậu quả đáng tiếc. Nên cân bằng cuộc sống và công việc, đừng tự tạo quá nhiều áp lực cho mình. Và trong cái tháng cuối cùng của năm 2020 là cái thời điểm mà con giáp này cảm thấy vận trình xuống dốc trầm trọng, mọi thứ chỉ có tệ hơn chứ chẳng bớt đi chỗ nào, nhất là công việc và tình cảm, có thể nói đã đi xuống tận đáy. Về chuyện tình cảm, bản mệnh và người ấy liên tục nảy sinh tranh cãi, có lần chiến tranh lạnh gia tăng tới mức đáng báo động. Nếu không kịp thời cải thiện mối quan hệ, tìm cách chia sẻ và tâm sự với nhau nhiều hơn thì rất có thể sẽ phải đối mặt với càng nhiều rắc rối, hiểu lầm, tình cảm cũng đứng trên bờ vực tan vỡ. Trong công việc, những chú ngựa cần phải xốc lại tinh thần của mình. Bạn mắc lỗi quá nhiều, bị cấp trên khiển trách, đồng nghiệp khinh bỉ, khách hàng trách móc, có lúc tưởng chừng muốn sụp đổ. Tuy nhiên, cuộc sống ai chẳng có những lúc khó khăn, con giáp này nên suy nghĩ lạc quan hơn để đối mặt với hiện thực. Dù làm gì cũng phải đặt hết tâm sự vào đó, đừng qua loa đại khái mà mang hậu họa về sau. Quý anh chị thân mến, và bây giờ chúng ta cùng đến với cách hóa giải theo phong thủy phi tinh năm 2020. Thì theo dõi tổng quan tử vi 2020 của tuổi Ngọ thì con giáp này xung thái tuế nên hung nhiều hơn cát, sự nghiệp khó thăng tiến bởi bị chèn ép, có thể phải thay đổi chỗ làm hay vị trí làm việc. Tiền bạc cũng không sung túc lắm do liên tiếp gặp tai họa về thân thể, còn bị kẻ gian lừa gạt tiền bạc nữa, làm lụng cực khổ mà tiền mất trong chớp mắt. Chuyện tình cảm không có nhiều tín hiệu khởi sắc, sức khỏe cũng sa sút, dễ mắc bệnh tật ốm đau. Theo dõi phong thủy phi tinh năm 2020 thì ngũ hoàng sát tinh bay về phương chính đông. Nếu không kiểm soát tốt phong thủy ở vị trí này, rất có thể sẽ gây nguy hiểm cho cả gia đình khi liên tục gặp phải những chuyện ngoài mong muốn, tai nạn hung hiểm đáng sợ. Chẳng những ảnh hưởng tới sức khỏe, hung tinh này còn có thể tác động xấu đến công việc, tình cảm hay tiền bạc của bản mệnh. Vì thế mà nếu cửa chính, cửa các phòng hay chỗ ngồi, giường ngủ ở vị trí này thì phải đặc biệt cẩn thận. Nếu có thể thay đổi vị trí thì nên thay đổi vị trí. Nếu không có thể thì đặt tượng kỳ lân phong thủy ở phương chính nam để thúc vượng ý khí, nhờ khí thần xua tan bớt những cái sát khí tối tăm. Mệnh chủ có thể đặt thêm tấm thảm màu đỏ ở góc chính nam trong nhà hoặc tăng lượng đèn ở đây, tạo độ sáng phù hợp. Có thể nhờ thế mà cải thiện tình hình sức khỏe của người sống trong nhà. Quý anh chị thân mến, trên đây đấy là tử vi của tuổi Ngọ trong năm Canh Tý 2020. Đầy đủ và chi tiết nhất, và mong rằng với cái thông tin này sẽ cung cấp cho quý anh chị tuổi Ngọ được những cái kiến thức bổ ích, giúp các anh chị là đón lành tránh dữ trong năm 2020 này. Chúc quý anh chị có một năm 2020 hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Và xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay là thắc mắc gì thì các bạn hãy ghi rõ rồi để ý lại lời bình luận bên dưới của video, và ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong thời gian sớm nhất. Và nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Ly Lực Tử Vi, hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình, và sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những cái thông tin mới nhất khi có video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Và chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, an bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi.